Công an quận Hải Châu vừa đã quyết định tạm giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 6 tháng 1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hải Châu bắt quả tang đối tượng Phan Thanh Vũ sinh năm 1994, trú tại số nhà 151 Xuyệt 5, đường Hải Sương, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại phòng ngủ của Vũ hai gói ma túy đá khoảng 100 g, ba gói hàng khay khoảng 15 g và năm viên thuốc lắc. Tại thời điểm bắt Vũ, có các đối tượng Lê Đức Nam sinh năm 1998, trú tại 39 Hàng Mạc Tử và Trần Duy Phong sinh năm 1988, trú tại 85 Xuyệt 15 Mai Âm, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, đang ở trong phòng của Vũ. Qua tác nhanh, cả ba đối tượng đều dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.